Chữ gì tròn? Xuống dưới à, mụn cu nến rải rác á. Chị phải đi chỗ mua mụn to to trước. Còn ngon ngon. Hồi nãy chị suy nghĩ chị không biết là quay có ổn không á. Đấm cho phát chứ. Môi nè. Có chị có biến chi sẽ bao giờ chị Thuận? Chị đến nhỏ thì em Phúc này. Ừ,
thích người sẵn đấy. Mỏi tay à Phúc? Hồi sáng mấy khách nữa, chị đo tắm đây. Hồi sáng khi chị đến nữa là có khách chưa đúng không? Khi 9 giờ chưa hả? Thiệt rồi. Khách không thương mình hả? Nhiều người kiểu họ vẫn đi làm kìa, tranh thủ bây giờ. Chắc qua tuần rồi. Qua tháng. Thế là nếu mà anh làm đi show nhiều không? Nói chung mà mỗi lần mà đi mua về là mệt lắm. Mà dễ gì được nghỉ bán ai thì thường nói về chuyến đến đây đó. Thôi lỡ rồi về vậy. Đường mua hận nữa rồi. Mệt tính sau mà giờ về chơi. Chứ dễ chi hả? Có thời gian rồi. Chịu đó. Có. Xin chào chị, xin chào. Người về mắt mà không biết làm rồng. Mình đi có miếng chiều. Hậu ơi, cháu mang họ của nhà nội. Bà ngoại được miếng. Cháu bà nội đó. Bà ngoại công chăm cho liệt ra không được miếng chi cả. Nhưng sau dòng giống thì nó còn theo bà nội, nó có theo bà ngoại đâu mà không theo cháu bà nội. Như cháu chị là mấy đứa hận hàm bà nội, hay bà ngoại. Nó hàm bà nội mà, không hiểu vì sao. Đa số chứ. Nó ưng chế bằng ngoại hơn em nè. Hà Nội em. Nhưng mà nhà em được hẳn. Bà nội vẫn có thể bùng từ sáng tới tối. Bùng kẹt nắp miếc. Nó không đòi bùng cũng bùng nữa. Bùng miếc. Thằng 4 tuổi cũng bùng. Hay gì? Bùng cho trèo hãng. Bùng. Nhiều lúc đi làm mà nó thật là... Cả đời bà nội không ra. Có như bà nội tội nhé. Thì đúng rồi, ví dụ như bà ngoại của mình, ví dụ như chị là mẹ chị, nhưng mà với con với anh trai chị thì là bà ngoại, bà nội đúng không? Thì bà cũng tốt rồi thôi. Thôi được rồi đấy. Mấy phút đó.
hết con to rồi.